Hello, xin chào các bạn, lại là Huy đây. Các bạn học hành sao rồi? Qua những cái video hay là những cái lúc mà Huy dạy học ấy, thì Huy vẫn có cảm giác một cái gì đó là cho dù Huy dạy như thế này, nhưng mà nếu mà Huy không cho các bạn cái cách để học ấy, thì các bạn sẽ không có thật sự biết là nên học như thế nào. Giống như là Huy cho mọi người cái con cá, nhưng mà Huy cũng cho mọi người cái cần câu cá vậy đó. Thì trong cái video này sẽ là cái cần câu của mọi người. Huy sẽ chỉ cho mọi người cái cách học như thế nào. Và chính Huy cũng đã áp dụng cái lý thuyết trong cái video này để mà tạo ra những cái khóa học hay là để giảng bài cho các bạn. Cho nên đây là một cái mà Huy nghĩ rất là quan trọng. Nếu cái này thường là kiến thức cho thầy giáo, nhưng mà với một người mà muốn học một bất cứ một cái kỹ năng gì á, thì cái kiến thức này nó cũng sẽ giúp ích được rất là nhiều cho các bạn. Rồi ok, cái lý thuyết này á, thì Huy phải nói tới là của một người mà Huy rất là thích, là tên là George Kaufman. Thì ông này mọi người có thể search trên YouTube, cũng có những cái video, những cái bài giảng rất là hay. Tất nhiên nó không phải là về graphic design, mà ổng dạy tùm lum hết. Ổng là những cái tác giả của những cái cuốn sách bestseller rất là nổi tiếng. Thì ông này ổng có làm một cái bài video về TEDx nói về cái chuyện học như thế này. Thì Huy chỉ trong đây đơn giản là Huy sẽ hệ thống lại và Huy sẽ nói với mọi người lại cái cách học như thế này nó ứng dụng như thế nào ở trong cái ngành graphic design. Nghe thì sâu xa như vậy ha, nhưng mà bây giờ Huy vô luôn, rất là dễ hiểu thôi. Rồi, thứ nhất là mình phải biết tới cấu tạo của những cái kỹ năng trước cái đã. Những bất cứ cái kỹ năng gì á, thì khi các bạn nghĩ tới thì nó không phải là một kỹ năng. Ví dụ như kỹ năng làm logo đi, thì làm logo á, thì mình nghe nó giống như một kỹ năng, nhưng mà thật sự nó không phải là một kỹ năng. Làm logo nó là tổng hòa của rất là nhiều những các kỹ năng phụ. Nói chung bất kỳ một cái kỹ năng nào đó cũng có rất là nhiều những cái kỹ năng phụ để mà mình có thể hợp lại, xong rồi kết hợp nó lại thành một cái kỹ năng chính ha. Nó giống như là cái kỹ năng mọi người chạy xe vậy á. Huy ví dụ kỹ năng chạy xe để mọi người dễ hiểu ha. Với chạy xe thì mình không chỉ đơn giản là có một kỹ năng chạy xe máy, mà mình có thể chia ra là kỹ năng dẫn xe, kỹ năng gạt trống, hay là kỹ năng bẻ lái, kỹ năng sang số, kỹ năng thăng bằng. Và nó còn nhiều thứ nữa, và mình phải biết hết những cái kỹ năng phụ này thì mình mới có thể biết lái xe. Và mình chia ra như vậy thì mình mới có cái hướng để mà mình tập trung sâu vào từng cái để mình học tất cả những kỹ năng phụ đó, và cuối cùng mình phải biết lái xe. Tất nhiên các bạn có thể leo lên cái xe và chạy luôn và té nhiều lần thì tự biết chạy, nhưng với cách đó nó không phải là cái cách tốt khi mọi người học một cái gì đó, tại vì mình có thể làm theo một kiểu nó có chiến thuật hơn, giống như là Huy làm vậy. Khi Huy dạy cũng vậy, thì mình chia ra nhiều cái kỹ năng nhỏ để mà mình có thể học từ từ. Rồi, và có một cái quan trọng trong cái cách học này là mỗi lúc mọi người chỉ nên học một kỹ năng phụ thôi, và học hết các kỹ năng phụ thì mình vận dụng vào kỹ năng chính. Con người mọi người, cái não của mình nó không có được làm ra để mà có thể học nhiều thứ cùng một lúc. Nó chỉ được làm ra để tập trung một thứ vào một lúc thôi. Cái này là về tâm lý ha. Cho nên là khi mình học cái gì đó, hay là mình làm một cái gì đó, thì mình không thể multitasking được. Tức là mình không thể làm nhiều thứ cùng lúc được. Mà làm cái gì mà mình làm tốt nhất là mình chỉ làm đúng một cái thứ đó thôi. Cho nên là ví dụ như khi mà Huy dạy typography thì Huy mới có những cái bài tập như là sử dụng một font, một size, một quét trước, rồi từ từ sau này mới tăng cái nhiều những cái yếu tố thị giác hơn. Cái điều này là để mọi người có thể tập trung vào chỉ có bố cục thôi, chứ không có tập trung vào cách chọn font, không có tập trung nhiều quá về những cái thứ khác không liên quan. Ok, vậy thì cái lý thuyết này á, nó có 5 cái bước cơ bản. Huy sẽ list ra trước. Thứ nhất là xác định thứ muốn học nè. Xác định xong thì mọi người list ra những cái kỹ năng phụ. Sau đó thì sẽ nghiên cứu sâu từng cái kỹ năng phụ. Rồi sau đó là mọi người loại bỏ tất cả những cái sự phân tâm ra ngoài để mình tập trung, để cuối cùng là luyện tập ít nhất là 1 giờ một ngày. Rồi, thứ nhất là Huy muốn nói tới cái việc xác định cái thứ muốn học trước đi ha. Thì mọi người phải hiểu là cái ngành graphic design này nó có rất là nhiều mảng đúng không? Mình biết được là nó có nhận diện thương hiệu, brand identity nè, motion graphic nè, website design nè, mobile app nè, editorial design hay là 3D graphic. Thì nó chia rất là nhiều nữa chứ không phải là như thế này không. Thường á thì graphic design nó sẽ nằm ở 4 cái đầu tiên á, nhận diện thương hiệu nè, thiết kế chuyển động nè, thiết kế website và thiết kế app điện thoại hay là UI UX á. Thì đây là 4 cái mảng chính,
và chỉ có bốn mảng thì Huy biết là mọi người cũng không biết là chọn cái nào rồi đúng không? Nó rất là khó. Thì cái việc này á, theo Huy thì mọi người cũng không cần phải quá stress lắm, tại vì khi mà các bạn mới bắt đầu học á thì nó không quan trọng là mọi người chọn cái nào, và mọi người cũng nên học cái nền tảng trước. Cái nền tảng nó áp dụng với hầu hết, không phải hầu hết mà tất cả những cái mảng liên quan tới graphic design. Cái này thì Huy đã nói trong một cái video từ trước rồi ha, cái đó là cái gì thì Huy nói rồi. Nhưng mà bây giờ Huy sẽ chỉ với mọi người phân tích. Và cái thường á, mà những cái trung tâm hay là những cái trường đại học mà có tiếng trên thế giới á, nó đều chỉ mọi người design cái poster trước. Tại vì sao? Tại vì poster á, nó có tất cả những cái thứ mà mọi người sẽ áp dụng vào những cái mảng khác nhau. Cái website khi mà mọi người nghĩ tới á, thì cái ví dụ như cái homepage hay cái trang chủ á, thì nó cũng chỉ là một cái poster thôi. Hay là với nhận diện thương hiệu, những cái card hay là những cái letterhead, cái thư tiêu đề hay là cái bì thư hay là cái bao bì, thì những cái thứ đó thật ra nó cũng giống như là một cái poster vậy. Nó chỉ là cái thể loại nó khác nhau thôi, nhưng mà cái cách, những cái yếu tố thị giác, những cái layout, những cái bố cục màu sắc rồi nó cũng giống như khi một người làm một cái poster. Cho nên là nó không quan trọng là mọi người học gì trước mới đầu, cứ nghiên cứu poster trước đi. Rồi Huy có ví dụ cho mọi người một cái poster như thế này, rất là đơn giản. Nhưng khi mọi người nhìn vô một cái poster này, mọi người phải biết được nó cần những cái kỹ năng nào để mà có thể tạo ra cái poster như thế này. Cho dù nó là một cái poster rất là đơn giản, mọi người, nó không có gì phức tạp hết, nhưng mà khi mọi người list ra thì nó vẫn cần rất là nhiều kỹ năng để tạo ra một cái poster nhìn chuẩn chỉnh như thế này. Thứ nhất là thấy ngay mình cần kỹ năng màu sắc để mà chọn màu cho cái poster này, đúng không? Kiểu mình cũng cần phải biết là liệu cái poster này nó nên có màu gì hay là màu nó tương phản như thế nào, thì nó đều ở trong cái vấn đề về màu sắc. Tiếp theo là mình cũng có thể thấy được là poster nó có typography, nghĩa là chọn phông gì hay là phông nó nên to nên nhỏ thế nào, nên dùng phông như thế nào để nó không bị rối mắt, thì đó là cái kỹ năng về typography. Rồi tiếp theo là cũng phải kỹ năng về hình ảnh. Tất nhiên mình không cần phải biết chụp hình, mình không cần phải sửa hình quá nhiều như là thợ chụp ảnh, nhưng mà ít nhất thì mình cũng phải biết được là cái ảnh này nó phù hợp với cái poster của mình, và cái ảnh này nó đã có những cái nó có bị sáng quá hay không, hay nó có bị tối quá hay không, thì hay là nó nên như thế nào, nó nên nhìn như thế nào, thì những cái thứ này graphic designer thì phải biết ha. Rồi mọi người cũng có thể thấy được trong đây nó dùng những cái hình dạng hình chữ nhật này, thì đây cũng là thứ mà mình cũng phải hiểu, như là khi mà mình bỏ cái poster mình bỏ cái hình dạng nào và như thế nào, hình dạng như thế nào nó sẽ hợp với lại cái mục đích của mình. Đó. Hay là nếu mà nhìn sâu hơn, nhìn toàn cảnh hơn, thì mọi người cũng phải hỏi tới cái câu hỏi là cái poster của mình liệu nên theo cái phong cách nghệ thuật nào, nó theo cái phong cách gì, ví dụ như là nó theo phong cách hiện đại Thụy Sĩ hay là nó theo phong cách kiểu như Art Deco, Art Nouveau gì đó, mình phải hỏi cái câu hỏi đó. Hay là mình phải hỏi là liệu cái bố cục của mình nó nên như thế nào, nó là cái bố cục kiểu nó nên là bố cục đối xứng hay là bất đối xứng, hay là bố cục kiểu to nhỏ, chỗ này to chỗ nào nhỏ, thì những cái thứ đó nó đều là những cái kỹ năng phụ mà mình cần phải master, mình cần phải làm chủ trước khi mà mình có thể thiết kế ra một cái poster rất là đơn giản như thế này. Tất nhiên nếu mà mọi người không làm chủ được những cái nhỏ nhỏ như thế này á, thì mọi người vẫn có thể thiết kế được poster hay thiết kế banner, nhưng mà cái vấn đề á, là nó sẽ không có được đẹp, nó sẽ không có được sâu. Nên là khi mọi người làm một cái banner, nhìn nó xấu thôi, nó vẫn xài được nhưng mà nó không có đúng, nhìn nó không có cái nét thẩm mỹ, tại vì các bạn chưa làm chủ được tất cả những cái yếu tố thị giác, tất cả những cái lý thuyết cơ bản của graphic design, thì khi mọi người design mọi người sẽ không có chắc, nó sẽ kiểu như phong độ nó không có nhất thời, nó không có ổn định, nó chỉ nhất thời thôi, thì cái điều đó nó không có đúng. Cho nên là mọi người vẫn phải chia ra để mà học từ từ, từng cái từng cái. Rồi nhưng tất nhiên Huy chia thì cơ bản vậy thôi, nhưng mà khi mình nhìn vô sâu hơn thì nó rất là nhiều nữa. Ví dụ như typography, nó có lịch sử của typeface, nó có phân loại typeface, nó có chọn phông, nó có kết hợp phông, đều là những cái kỹ năng phụ của typography. Đó. Hay là nhìn vô phong cách nghệ thuật, nó cũng có rất là nhiều những phong cách nghệ thuật mọi người phải 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 học, đúng không? Rồi bố cục tương phản, cân bằng, thẳng hàng gì đó, thì những cái thứ này mình phải list ra dần dần để mình tìm hiểu từng cái từng cái từng cái.
Về cái vấn đề tìm hiểu ở đâu á, thì rất là nhiều ha. Cái này dễ là mọi người lên mạng hay là mọi người có thể đọc sách. Thường thì Huy sẽ đọc sách hoặc là có những cái khóa học hay là đi học hay là hỏi bạn bè, hỏi sếp, hỏi người thân, nhiều thứ để mà mọi người có thể làm ha. Những cái thứ này là công việc của mọi người đó. Tại vì bây giờ mình lên những cái kiến thức này, những kiến thức đại học thì không có ai bày ra cho mình đó, mình phải tự nghiên cứu ha. Có thể là những thầy giáo, những cái khóa học hay là những cái cuốn sách nó sẽ làm cho mình, nhưng ngay cả như vậy thì mình cũng phải tìm hiểu rất là nhiều nguồn chứ không đơn giản là phụ thuộc vào một cái nguồn. Tôi nhắc vậy thôi chứ còn cái đó là một cái video khác rồi. Rồi, cái này là một cái ví dụ về website thôi. Thì khi mà người nhìn vô một cái website, mình cũng có thể phân tích được là website nó có màu sắc đúng không, màu sắc rồi chữ nó cũng có, rồi nó cũng có bố cục, nó cũng có hình ảnh này nọ. Nhưng mà website thì nó có hơn một cái poster, một cái là mình phải biết thiết kế làm sao để mình nó thân thiện với người dùng nữa. Đó, ví dụ như những cái này, những cái mũi tên như thế này nó nên nằm ở đâu, cái thanh tìm kiếm nên nằm ở đâu thì nó rõ nhất. Thì lúc đó lại là một cái kỹ năng khác, nhưng mà nó không quá xa với kỹ năng làm poster. Cho nên mới đầu làm poster cho chuẩn trước, nghiên cứu những cái typography, bố cục, phong cách nghệ thuật gì đó, màu sắc bla bla bla. Rồi sau những cái đó thì mình mới bắt đầu nghiên cứu tới những cái thứ nó advanced, nó nâng cao hơn, như là website hay như là logo, như là brand identity đó. Rồi thì nãy giờ Huy đã nói tới cái list kỹ năng phụ ha. Về cái việc nghiên cứu từng cái thì khi mình list rồi mình sẽ nghiên cứu cái này thì việc của mọi người ha, nãy Huy nói rồi. Rồi tới cái phần loại bỏ sự phân tâm, cái này thì cũng không có gì mà quan trọng hết. Ai quên, không có gì khó khăn hết. Cái này nó chỉ là mọi người tắt hết Facebook đi, tắt hết Noti, bỏ điện thoại ra phòng khách. Sau này mình chỉ ở trong cái phòng học của mình để mình có thể tập trung vô tất cả những cái gì mà mình nghiên cứu, tập trung vô hết những cái kỹ năng và từng cái. Sau đó không còn phân tâm nữa thì mình phải luyện tập. Mình luyện tập ít nhất cho Huy là 1 giờ một ngày để có thể làm graphic design tốt ha. Hơn thì càng tốt, nhưng mà Huy thấy não của mình thật ra không tập trung quá 1 giờ một ngày được. Khi mà học những cái thứ mà nó học thuật á, thì quá 1 giờ một ngày não mình nó sẽ hơi hơi quay quay. Rồi, ok, Huy nghĩ cái video tới đây là ok rồi, tới đây là hết ha. Đây là 5 cái bước mà mọi người cần phải làm khi mà học bất cứ thứ gì. Nó không chỉ áp dụng cho graphic design hay, nó có thể áp dụng cho bất kỳ một cái gì mọi người muốn học. Học đàn chẳng hạn cũng được nè. À, học đàn thì ví dụ như mọi người có thể kiểu gảy từng cái dây đàn hoặc là học từng cái phần ở trong đó thì nó vẫn work thôi, nó vẫn hoạt động tốt. Hay là mọi người học chơi game chẳng hạn. Chơi game mọi người sẽ thấy là game nó cho mình mở khóa từng cái kỹ năng một đúng không? Là cái điều này để mình học mà mình vô game đó. Chứ không có ai cái game nào mà vô cho mình tăng skill thoải mái hết đó. Nó sẽ rất là khó. Đó, cho nên là đó, mọi người có thể thấy nếu mà mình muốn học một cái thứ gì thì mình cũng phải chia ra và học từng cái một. Rồi, ok, chúc bạn may mắn.